Các em học sinh 2003 thân mến, giai đoạn này các em đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ 2 rồi. Sắp tới là kỳ thi học kỳ 2 phải không các em? Và một kỳ thi vô cùng quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Từ khóa mà giờ nhiều bạn đã khôn ngoan chuẩn bị đó là từ khóa kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021. Việc khởi động sớm kiến thức nền tảng lớp 12 được coi là cách khởi động khôn khéo và tạo lợi thế không hề nhỏ khi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021 đang chờ chúng ta ở phía trước. Chạy đua cùng thời gian với các em và xóa tan nỗi lo dịch corona, Tuyển sinh 247.com vui mừng thông báo chính thức mở cửa đặt chỗ các khóa học nền tảng lớp 12 và các khóa học luyện thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2021, giảm đến 50% tất cả các khóa học. Các khóa học đảm bảo bám sát đổi mới của Bộ Giáo dục trong năm 2021, ngay cả trường hợp có thi trên máy tính nên các em hoàn toàn yên tâm. Thời gian diễn ra từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4. Ngoài ra, khi tham gia chương trình này, các em sẽ được tặng hoàn toàn bộ khóa học video bài giảng lớp 11 của giáo viên và đề thi học kỳ 2 của tất cả các môn. Thể lệ của chương trình như sau. Đặt chỗ càng sớm thì càng nhận được ưu đãi lớn. Cụ thể như sau. Mốc 1 giảm 50%. Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3, khi đặt chỗ trong khoảng thời gian này, các em sẽ được giảm 50% giá trị tất cả các khóa học. Mốc 2 là giảm 30% từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4. Khi đặt chỗ trong khoảng thời gian này, các em sẽ được giảm 30% giá trị của tất cả các khóa học. Thời gian đặt mua các khóa học nền tảng lớp 12 và luyện thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021 để được hưởng giảm giá trên là từ 8 tháng 4 đến 14 tháng 4. Điều kiện tham gia là tài khoản trên tuyển sinh 247.com có 100.000 đồng. Lưu ý là chương trình đặt chỗ là miễn phí, 100.000 chỉ là điều kiện để tham gia chương trình thôi các em nhé. Lộ trình luyện thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021 sẽ diễn ra như thế nào? Thứ nhất, xây dựng nền tảng từ tháng 4 năm 2020, các em sẽ được trang bị và hệ thống hóa toàn bộ kiến thức nền tảng lớp 12 sớm nhất để phục vụ cho việc ôn luyện thi 2021 được tốt nhất. Thứ hai là ôn luyện toàn diện từ tháng 8 năm 2020. Các em sẽ được ôn luyện toàn diện mọi kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thứ ba là luyện mọi dạng đề từ tháng 12 năm 2020, rèn luyện kỹ năng nhận diện và các phương pháp chọn đúng đáp án, phương pháp giải nhanh của mọi dạng bài và được tiếp cận hệ thống bộ đề thi thử hot nhất đến từ các trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước. Thứ tư là ôn tập chọn lọc, tổng ôn cấp tốc từ tháng 2 năm 2021. Tối đa hóa điểm số dựa trên năng lực hiện tại trong 2 đến 3 tháng cuối cùng thông qua những chiến thuật học đúng đắn, trọng tâm, luyện đúng dạng bài. Là đội ngũ giáo viên dạy trên tuyển sinh 247.com thì sao? Đội ngũ giáo viên trên tuyển sinh 247.com thuộc top đầu trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến. Chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho các em bởi những cam kết dưới đây. 1. Là chắc chắn hiểu bài, tiến độ và thích học. 2. Là chương trình học luôn bám sát đổi mới thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021 của Bộ Giáo dục. 3. Là đỗ đại học và có những điểm số cao hơn mong muốn khi theo học nghiêm túc. 4. Là phân loại học sinh theo từng khóa học. Và cuối cùng là thắc mắc trong học tập luôn được giải đáp rất nhanh và chi tiết. Vậy làm thế nào để tham gia chương trình đặt chỗ? Các bước tham gia chương trình đặt chỗ như sau. Bước 1 là phải có đủ 100.000 đồng trong tài khoản trên tuyển sinh 247.com làm điều kiện để tham gia vào chương trình. Bước 2 là bấm vào nút đặt chỗ ngay ở trên bài thông báo đặt chỗ từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4. Các em lưu ý là đặt chỗ càng sớm thì ưu đãi sẽ càng lớn nhé. Bước 3 là chọn luôn khóa học lớp 11 muốn tặng và học ngay ở mục bài giảng đã mua. Còn đề thi học kỳ 2 thì sẽ tải được về luôn các em nhé. Bước 4 là từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4, truy cập lại trang tuyển sinh 247.com, đặt mua các khóa học lớp 12 để được hưởng khuyến mãi nhé. Mọi thắc mắc các em vui lòng liên hệ vào hotline miễn phí 1800 6947 hoặc 024 7300 7989 từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày để được giải đáp một cách nhanh nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trên tuyển sinh 247.com.